Dâu 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 và có sâu trong 500 anh em đã quay trở lại cùng MBG trong series bình luận PK League Server, và đây là MBG đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ classic cơ bản của server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like, subscribe kênh Đường và YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến thế giới cào nhé. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên trên này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Đường và Gaming và Đường và YouTube anh em nhé. Còn bây giờ thì chiến thôi. Nào, đối thủ đầu tiên của chúng ta. Nokuru của server 29. Classic cơ bản. Athena. Không có tư chất 15 nhỉ. Đối thủ này nghe vẻ cũng hiểu tâm sinh lý mình đấy anh em ạ, đúng không? Kiểu không có tí chất 15 thì thôi, quýt đánh game khác. Nếu đấu tiếp theo này, Xiang của server 186. Mình tưởng server Taiwan là mặc định nó phải có tư chất 15 ấy nhỉ. Nó server mẹ, server US nhưng mà server US có, chẳng lẽ server Taiwan lại không có. Hay. Hai con tanh cơ à? Cứng đấy. Hai con tanh thì cứng đấy. Nên đánh tứ hồn không nhỉ? Để em này, có con Kyo ở tứ hồn thì nó lại lấy mất. Cay thật, đánh ba con hổ con này vào. Rắn đây, rùa đây. Vẫn phải chơi tứ hồn, tối sợ gì anh em. Tôi sợ quá. Quả choáng này thì không vui thế nào đâu. Ủi lạc. Quả choáng này không vui thế nào đâu. Làm cho hai quả choáng này thật sự không ngửi được nhé anh em nhé. Đúng không? Làm cho hai quả choáng này thật sự không ngửi ra đâu ấy. Làm cho hai quả choáng thật sự không ngửi được đâu. Mẹ mày bọn này bịp vào hay là nào? Mẹ mày, ba tơn ba quả choáng ấy, ngang chú bịp anh em ạ. Ba tơn ba quả choáng ấy, ngang chú bịp. Mẹ mày bốn quả choáng luôn ạ. Tài. Không có gì nói nữa. Tôi không có gì để nói nữa anh em ạ. Tôi không có gì để nói với bốn quả choáng anh em ạ. Đáng sợ thật. Ôi trời. Mẹ mày game này thua nó cũng đáng luôn nhỉ. Thua nó cũng xứng đáng rồi nhỉ. Này thua chắc không có gì phản nàn nữa nhỉ. Kiểu mẹ số phận đã an bài. Bốn tơ bốn quả choáng thì em chịu. Kiểu số phận nó ăn bài thật sự rồi. Bạn không có sự lựa chọn. Đánh đâu choáng đó thì chịu rồi. Đánh đâu bạn choáng đó thì mình chịu rồi.
Mãi bánh đâu choáng đó thì chịu rồi. Sau là chính hơn. Còn hồi sinh nữa thì thôi, đúng là mẹ mày. Ôi giời, ôi giời, bạn không nói tôi trước, tôi chịu, tôi thua. Game bắt tôi thua thì tôi không làm thế nào được nữa rồi, hết cách rồi anh em ạ, đúng không? Game nó bắt thua thì hết cách rồi. Gì nhở? Gì nhở, gì nhở? Chết rồi, kèo này mà không pick Ken thì cũng chết. Cắt vừa kèo này pick Ken đấy anh em, mặc dù nhìn thấy Mai, Yori ở đây nhưng vẫn là pick Ken anh em ạ, không có tanh. Lấy mấy con này mà không có tanh là cũng hơi mệt với Ken đấy. Mặc dù chỉ là chế độ classic cơ bản thôi nhưng mà Ken nó vẫn sẽ phát huy được cái tác dụng của bản thân mình, không đến mức bị bọn kia nó cao cơ thật sự nhỉ. Ken này thằng này hồn gì nhỉ anh em nhỉ? Ken này hồn gì ta? Rùa hay rắn? Mẹ, dự đoán sai, hồn hổ. Vãi, à hồn gấu ạ, đây mới là hồn hổ này. Đây là gấu này, hổ này. Vãi cả gấu với hổ ạ, đáng sợ thật. Vãi cả gấu với hổ ạ. Mẹ cứ mặc định là mà tanh thì phải là hồn rùa anh em đúng không? Nhưng không, anh phải là hồn gấu, còn đây là hồn hổ, đây hồn rắn này. Anh mặc định là anh phải hồn như vậy nhá, anh không chơi cái loại hồn khác. Mệt rồi, choáng này mệt rồi. Chó này mệt mỏi rồi. Có một vả chết được Yoli không? Như phải sớm mắc một vả chết Yoli lại. Chịu nào được anh em, nó bảo bốn bốp thế thì Ken không chịu được rồi, dồn sát thương thế thì chịu chết rồi. Mẹ cứu rồi, đến đây thì ai cứu được bạn nữa, đến đây thì ai cứu được bạn nữa. Mày xả combo rồi quýt thôi. Xả combo rồi quýt thôi nha. Đây thì cũng không ai cứu được bạn nữa. Đúng là Ken không sợ mắc. Tù nha anh em nhỉ. Ken không sợ mắc luôn. Không sợ mắc đấy, không ăn thua. Không sợ mắc thì không ăn thua. Vẫn phải sợ mắc. Vẫn phải sợ mắc anh em ạ. Cùng đến cái đấu tiếp theo này. Uh,
gì nhở? Owat của server 66. Elizabeth. Marie. Elizabeth là kẻ này vô nick anh em nhé. Ba này đều tanh. Benny này, Elizabeth, Marie đều tanh anh em. Để nó cầm hai con này thì cũng đến mệt nhỉ. Cầm Elizabeth với Marie đến mệt. Ờ nó lại không cầm thế à? Nó lại không cầm thế à? Init Niku. Init chắc đang cho vào. Mẹ con hai con kia đều đánh tê liệt và chóa. Elizabeth có chế độ này nó có lên mặt quỷ luôn không nhỉ? Hay phải chế độ smart nhỉ? Ờ, để chế độ smart nó mới tự bật khiêu khích luôn. Thường này, chế độ thường là nó chưa bật. Đấy, mẹ, tính lên chóa tê liệt mẹ đủ cả luôn anh em. Mẹ đủ cả combo luôn, đáng sợ rồi. Lựa chọn mang init vào đúng đắn thật sự. Chọn mang init vào đúng đắn thật sự anh em. Ấy, cả choáng cả tê liệt. Combo đủ, không thiếu vậy. Combo đủ, không thiếu tí gì luôn. Em đi sao nhé, không sợ mắc cái tù. Elizabeth không sầm mắt thì nghe vẻ hơi tù. Tù anh em. Hơi đây chứ cần để mà tù thật thì không đến cái mức. Sợ gì? Chơi được không đấy? Khiên chủ thêm được 2 tơn nữa thì mình vẫn hơn tướng rồi đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, giải nó rất đẹp nữa. Giải ra rất đẹp nhé.
Đúng ý rồi nhá. Đúng ý rồi nhá. Đúng ý rồi. Con này anh chỉ quan lại. Anh nhìn cái nhịp này nhá. Tránh nó lên thanh tích lộ nha, nó thanh thanh nha, thanh tím thì này, nó tích phản công lại. Làm quả giật ba này, xử lý tảo đấy, coi như chết một rồi đấy nha. Rồi giờ yên phận, giờ yên phận rồi, chiến thắng nằm trong tầm tay rồi. Giờ thì yên phận rồi. Số phận rồi. Giết Elizabeth, giết cả Vũ Nít vẫn thắng luôn nhỉ. Mà nó chỉ giết được một con nên nó có giết được hai thôi. Vũ khí máu nó nhiều nhưng bạn chả cần. Đánh chay cũng được. Cho tướng vào cho nó nhiều máu thì đúng rồi nhỉ. Chiến thắng và chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên trong clip này rồi. Cùng đến với game đấu tiếp theo này. Một chiến thắng đầu tay. Game đấu tiếp theo, đối thủ tiếp theo của chúng ta. Athena xem 125. Úi giời. Vanet giáp Google đi với hèn à. Google hentai sẽ thành một bộ đôi đối đầu với giáp và Clark. Cần kèo phết đấy. Cần kèo đấy, đúng không? Nếu mà đánh là cần kèo. Không lệch lắm đâu. Mình được thủ AFK nữa rồi. Mình thủ AFK mất rồi. Quick này đánh cho nó nhanh nhanh. AFK chả kịp đánh đâu anh em ạ, nó chuẩn bị quýt bây giờ mà. Nó chuẩn bị quýt bây giờ mà. Chuẩn bị quýt bây giờ mà. Đấy, biết ngay rồi anh em, đúng không? Biết ngay nó sẽ chuẩn bị quýt bây giờ mà. Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo rồi. Là game đấu cuối cùng trong clip này rồi. Ma kỳ. Ở game đấu này thằng này cũng quýt, anh em tin không? Anh em tin thằng này cũng quýt không? Không quýt à? Mày tưởng mày AFK không nhìn tư chất 15 mày quýt chứ. Đấy, tôi biết ngay mày gặp. Hàng kỳ quan sát của tôi vậy, nó diễn ra vậy phải. Ý ra nó phải diễn ra cả phút anh em nhá. Clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you.